Xin chào cả nhà nha. Hôm nay Vi làm cái clip này là giới thiệu về cái fanpage bán bơ của Vi nha mấy cháu nha. Cái này là ở trên Facebook. Mấy bạn nào mà muốn ăn bơ ngon thì các bạn có thể search ở trên YouTube hoặc search ở Google hoặc là search Facebook. Vi chủ yếu là hoạt động buôn bán bơ, các loại bơ ngon ha. Giới thiệu các loại bơ ngon đến các bạn nha. Thì đây là cái trang fanpage chính của Vi nha. Này, An Nhiên Fast Food nha, các bạn có thể search An Nhiên Fast Food chuyên bơ sáp vườn nha. Đây mấy cháu nha. Vi là đam mê bơ ha mấy bạn nha. Nên là rất là thích nghiên cứu các loại bơ ngon. Các bạn có thể lên theo dõi fanpage của Vi ha. Cái này là hàng Tết. Tết nên là Vi bán thêm hàng Tết luôn. Nhưng mà chuyên bay của Vi là chuyên bán về bơ ha mấy cháu nha. Đây là chế nào mà thích ăn bơ ngon và các loại trái cây theo mùa đặc biệt thì thường về là Vi hay livestream như vậy nha các bạn nha. Bán hàng qua hình thức livestream. Đây là mít đỏ nè các bạn, mít đỏ nha. Đó, bạn nào mà muốn thưởng thức thì cứ inbox lên shop Vi nha. Đây là bơ năm lóng nè các bạn, bơ năm lóng. Các loại bơ ngon. Đây, mỗi lần mà hàng về hay là cái gì là Vi đều livestream để mọi người là thấy được những cái hình ảnh thật ha. Hàng sao hình vậy ha mấy cháu nha. Lúc mà Vi giới thiệu cũng như là giao đến các bạn là hàng như một ha. Đây là năm lóng cực kỳ ngon luôn. Vi sẽ cho các bạn giới thiệu cho các bạn sơ về những cái video livestream của Vi nha. Đây, các bạn thấy mỗi lần hàng về là Vi đều livestream như thế này hết. Có sầu riêng, có bơ. Đây là cái dạng mà Vi bán bơ bút mà Vi bán bơ ly ha. Bơ chín thì Vi bán bơ ly cho những cái bạn mà bận rộn quá mà không có thời gian canh bơ và không có biết rành về cái cách canh bơ. Cái bơ ly này thì rất là tiện dụng. Thì trong mùa thì bơ bút này Vi bán một ly 40.000, mà trái mùa thì phải 50.000. Các bạn thấy chất tuyệt vời không? Cực kỳ tuyệt vời luôn ha. Vi là thích nghiên cứu về các loại bơ ngon ha. Nên là chế nào mà thích ăn bơ thì cứ về đội của Vi nha. Bút bên Vi là bơ cực chuẩn ha. Vi thích đi hàng VIP rồi. Nên là rất là ngon. Nên là mà chế nào mà yêu thích bơ, thích thưởng thức tất cả các loại bơ ngon thì cứ theo dõi fanpage của Vi nha. Theo dõi An Nhiên Fast Food nha các bạn nha. Bên Vi cũng có bán sầu riêng ha. Vi like bán sầu riêng. Nói chung là Vi chỉ bán những cái trái cây mà mình yêu thích. Rất là thích ăn sầu riêng. Các cháu thấy ha, là vườn bơ bút nè, Vi cũng có rất là đẹp ha, trái cực chuẩn luôn. Nhìn thấy rất là đã, cực kỳ đã luôn ha các bạn nha. Mình sẽ cho các bạn coi thêm vài loại bơ nữa. Này, em bé. Thường thì Vi hay về livestream như vậy để các bạn xem ha. Bút rất là chuẩn luôn. Còn đây là cái bơ lai, bơ không tên một tí nha. Nó là giống như là một loại bơ ghép, còn cái bơ không tên để Vi cho mọi người xem. Mình xem bơ Cuba đi. Một trong những bơ Cuba là một trong những loại bơ ngon nhất luôn.
các bạn rất là yêu thích nhất ha. Mavuba thì cái nó sáp, sáp vừa, sáp dẻo, không phải sáp dẻo ha các bạn ha, sáp vừa thôi. Nhưng mà được cái đặc biệt là cơm nó cực dày, hột rất là nhỏ và trái rất là to. Rất là ngon. Đây là một cái loại bơ, bơ sáp vườn bình thường thôi, nhưng mà nó có tên gọi là bơ rasin, cũng rất là ngon. Đây mới chế, chế coi cái chất ha. Mình có test cái chất, mình đang cắt cho các bạn xem. Bơ cực kỳ ngon luôn. Đó, các bạn thấy vi lai chim rất là nhiều ha. Nên là chế nào mình thích đó, rất là ngon ha. Cây này rất là ngon luôn, mỗi năm Vi đều bán cây này hết. Là chế nào muốn thưởng thức thử hương vị của cái bơ này thì cứ inbox cho Vi nha. Hoặc là các bạn có thể search dùm Vi An Nhiên Fast Food truyền bơ sắp vườn nha mấy chế nha. Đây là bơ ruby, bơ hồng ngọc nha mấy chế nha. Hồng ngọc, và Vi đang hướng dẫn mọi người cách canh bơ chín. Trái bơ cực kỳ to, trái bơ này chín lạng, gần cả ký một trái bơ ha, gần cả ký. Và bơ này là một trong những loại bơ dẻo nhất luôn đó các bạn, cực kỳ dẻo, rất là ngon. Đây là chế nào mà thích bơ ngon thì cứ nhớ đến An Nhiên Fast Food nha các bạn nha. Thích bơ ngon thì cứ nhớ đến An Nhiên Fast Food. Đây, An Nhiên Fast Food nha, chuyên những món ngon thôi, Vi chỉ bán những món đặc biệt thôi. Đây các bạn nha, đây là vẻ đẹp của bơ năm lóng. Năm lóng cực chuẩn luôn. Đây là những hình ảnh trên trang của Vi bán ha. Bạn thấy không, bút bút cực kỳ ngon luôn. Sầu riêng thì sáu bên mình. Đây là bơ Cuba nha. Còn đây là na thái. Đây là cái bơ nhà mình trồng. Đây, sầu riêng rất hấp dẫn các bạn. Đây là mẹ con nhà mình, cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Đây, các loại bơ sầu nhà mình ha, rất là đẹp, rất là tươi mới. Rất là đẹp nha. Sầu riêng ri sáu bên mình là ri sáu hàng chuẩn Bến Tre, cực kỳ ngon luôn. Chế nào muốn thưởng thức bơ ngon thì cứ inbox cho Vi nha, search giúp Vi An Nhiên Fast Food nha mấy trái nha. Welcome to An Nhiên Fast Food nha. Xin chào cả nhà.